À, bây giờ Lê Sàn nói về cái vụ an ninh mạng đây cho các bạn xem. Đây nhá. Cho xem an ninh mạng nhé. Ok. Đây. Các bạn nhìn thấy không? Đây, public. Cái này đã cho hết mọi người được xem. Cái này friends đã cho những người bạn mình xem. Đó. Fans accept là những người bạn mà mình được đồng ý cho họ xem thì họ mới được xem. Đó, những cái người bạn mà có thể là mình muốn cho họ xem thì họ được xem, mà không muốn cho họ xem thì không được xem. Còn cái này specific friends là rất là đặc biệt, hay là giống như là nó ngoại lệ, những cái fan nào mà ngoại lệ đó. Hoặc là only me là khóa các bạn. Cái này thì Nisa đại khái là giới thiệu, nói chung là như vậy. Thì cái này ai chơi Facebook cũng đều biết hết rồi, đúng không? Cái này cũng gọi là an ninh mạng. Ok. Bây giờ Nisa bắt đầu nói cho các bạn nghe là đó, ngay như cái Facebook nó đã phải có cái an ninh mạng rồi, cái an ninh rồi. Facebook là mạng chứ là gì nữa, thì mình phải lên mạng mình mới chơi được Facebook, đúng không? Vậy thì nó đã phải dùng cái an ninh đó rồi, chưa chưa nói đến những cái vào lên trên mạng, vào trong ngân hàng. Lisa chuyên dùng ngân hàng để trả tiền này tiền kia, mình không phải đi ra ngoài kia, mình cầm cái bill, cái hóa đơn đi ra ngoài bưu điện kia để mình trả. Thì mình lên trên mạng này mình trả luôn tiền ở trên mạng, thì cái đấy ai cũng dùng qua cũng biết rồi. Thì những cái đấy nếu như không có an ninh mạng, nó sẽ chui vào, nó lấy cái tên tuổi và lấy tất cả những cái hồ sơ cá nhân của mình, và nó lấy tiền của mình. Mọi người hiểu không? Rồi những cái chẳng hạn như là ở bên này bây giờ đấy, người ta dùng chi tiết cá nhân xong rồi người ta lên, người ta mở ngân hàng, rồi người ta mua đồ, mua đạc, rồi người ta mở ngân hàng, người ta vay tiền cái này cái kia, đại khái là vậy. Thì nếu như không có an ninh mạng thì các bạn nghĩ sao? Đó. Cho nên là cái an ninh mạng nó là chuyện bình thường ở trên khắp mọi toàn thế giới, chứ không phải riêng gì Việt Nam. Cái bọn chống cộng á, ở hải ngoại này nó chỉ hô hào như thế để nó lợi dụng vào cái đó để nó kêu gọi người ta biểu tình. Các bạn biết không? Nếu như không có biểu tình thì bọn ba que sọt lá bên này chúng nó đâu có tiền, chúng nó đớp đâu. Cho nên người Việt Nam mình khổ lắm, khổ cái là nhiều người ở Việt Nam chưa có những cái, nhất là những cái bà già, lấy giờ xem bây giờ thấy chỉ như là mấy cái thằng ở bên này nó gào là ô sắp mất nước rồi, cho thuê là bán đất rồi này kia các thứ, rồi an ninh mạng là bịt mồm này kia các thứ, rồi ôi nghe nó chối tai mà chúng. Lấy rào lên trên mạng nghe thấy có con mấy cái bọn ba que sọt lá bên này đấy, chống cộng, nó toàn xui người ta là phải bạo động, biểu tình phải bạo động mới lật đổ được cộng sản. Vậy thì các mọi người nghĩ làm sao? Chào em Luisa và cả nhà. Chào tất cả các bạn nhé. Chúc tất cả mọi người một ngày vui vẻ. Hãy ra ngồi ăn sáng. À, nói chuyện chơi thì đó là một cái an ninh mạng. Bất cứ một cái YouTube hay là Facebook hay là bất cứ một cái gì á, khi mà ta mình tại sao nó bắt mình phải đăng ký tên tuổi, họ
này kia các thứ nó mới cho mình vào lập một cái Facebook hay lập một cái trang gì đó, nó cũng bắt mình phải có chi tiết cá nhân. Ok, bạn có thể làm giả được, nhưng làm giả đấy, những cái thằng mà có cái nick giả đấy, các bạn cứ report nó. Trong cái Facebook nó cũng có cái chữ là báo lên này kia các thứ đúng không, cứ report vào đó, nó có tất cả, nào là cái nick này, nó dùng chi tiết cá nhân của tôi, hoặc là cái nickname này là giả, hoặc là cái nick này là chuyên môn đi giống như là đi đe dọa người khác, hoặc là cái này bất ở trong cái Facebook ấy, nó có toàn bộ cái hồ chi tiết để cho các bạn report, nó báo lên trên tổng đài đó, để cho YouTube khi mà mình báo như thế thì cái Facebook hay là cái YouTube hay là cái gì ấy, nó sẽ xem lại cái thằng đấy có đúng là giả không, thì nó sẽ xóa luôn cái Facebook đó đi. Cho nên là những cái thằng ba que mà cứ dùng nick giả xong bắt đầu đi vào chửi mình hay này cái kia các thứ, mình cứ report nó lên là nick giả, tại vì trong đấy nó có hết rồi, nó có hết cái luật rồi, cho nên mình có thể mình làm được nào. Hoặc là trong Facebook á, mình không muốn cho chơi với những người không phải là bạn mình, không được phép vào xem những cái hình ảnh, những cái này kia các thứ, thì mình khóa nó lại, mình để nó chỉ có bạn thôi, hoặc là nó có từng mọi thứ cả, ngay cái Facebook nó đã có an ninh rồi, các bạn hiểu không? Cho nên mọi người á, nhiều người người ta chưa hiểu an ninh mạng là gì. An ninh mạng không không có nghĩa là không cho mình chơi mạng nữa. An ninh mạng là để cho nó cái mạng cho nó trong sạch, không có dùng chi tiết của người khác, rồi không có bôi nhọ người khác, rồi này kia các thứ. Ở đâu mà không có, đất nước nào mà không có cái thế giới này làm sao? Như hôm qua hôm kia gì á, Lisa có nói với các bạn là Lisa lên đây livestream xong rồi, cái bài hát của bọn nó, của Tây á, nó ở trong cái radio thì nó tắt luôn, nó không cho Lisa livestream nữa. Nó nói là giống như là mình đã dùng cái bài hát đó là có bản quyền, cho nên mình không được dùng. Và nó nói là nếu bạn không có bằng chứng chứng minh là bạn được sở hữu cái bài hát này thì bạn phải xóa cái video đi. Và cái clip này đấy, nó sẽ không xuất hiện ở hai quốc gia. Nó ghi rõ ràng cho Lisa biết như vậy mà mình quên quá, mình lại không chụp lại cái đó. Nhưng mà tiếng Anh thì nhiều khi người Việt Nam mình đưa lên thì cũng cái bọn ba que nó cũng chẳng hiểu mẹ gì đâu. Tuy rằng chúng nó sống ở hải ngoại đấy, nhưng mà chúng nó dốt lắm, nhiều đứa nó vẫn dốt lắm. Đó. Xong rồi đó là an ninh mạng chứ là cái gì? Đó. Tại sao Lisa dùng cái bản quyền của người ta mà nó không cho Lisa lên livestream? Đó là an ninh mạng đó. Mọi người hiểu không? Cho nên là cái bọn này ba que xỏ lá rồi nó cứ bắt nạt người dân Việt Nam mình rồi để nó lấy tiền này tiền kia để nó có tiền, nó là tay sai cho cái bọn Mỹ bọn tàu á. Rồi nó kêu gọi người dân Việt Nam biểu tình, rồi biểu tình được cái gì mọi người thấy không? Chúng nó biểu tình hay là chúng nó giết người? Nó bê cả tảng đá hộc với nó đập vào đầu người ta. Những cái người công an ấy, người ta chỉ là người đi làm thôi, người ta chỉ là người dân đi làm cho chính quyền thôi, chứ người ta đâu có phải là những cái người đề ra những cái luật pháp đó đâu, mà cái lũ ngu xuẩn ấy nó làm những cái chuyện như vậy. Đúng không? Mọi người nhìn thấy Thiên An Môn chưa? Thiên An Môn nó cán cả cái xe qua người đấy, rồi nó giết, rồi nó đánh đủ các thứ ầm ĩ lên đấy, làm gì được nó chưa? Đó. Có cái bọn nào dám nhảy vào để mà can thiệp nó không? Các bạn tự hại mình thôi. Rồi kinh tế Việt Nam á, chúng nó làm như vậy để làm gì? Để cho cái kinh tế mình nó kiệt quệ đi. Khi mà kinh tế kiệt quệ như cái năm 7 năm ấy, rồi đất nước loạn xì ngầu lên, rồi Trung Quốc nó nhảy vào, chẳng hạn vậy. Trung Quốc nó nhảy vào nó đánh mình. Mê Trung Quốc nó chưa vào thì mình đã tự tự mình làm mình rối loạn lên rồi.
Trung Quốc nó có vào chiếm thì nó phải chờ cho cái dân mình nó như thế nào, nó suy thoái rồi nó như thế nào, như cái thời gian năm 74 đấy hoặc là năm 79 đấy. Mình vừa mới giải phóng xong, cơm chưa được cầm ăn cái bát ngon này, nó lại nhảy vào nó muốn chiếm. Tại vì nó nghĩ rằng ấy, mình đang đang suy yếu mà, thì nó nhảy vào. Thế cho nên là mình muốn thắng được Trung Quốc hay là mình muốn đứng được thì mình phải vững kinh tế đã. Còn nếu mình không có kinh tế thì mình móc cái gì ra mà đánh chúng nó. Rồi người dân thì cứ ầm ầm lên rồi biểu tình, cuối cùng mình được cái gì? Đó, nhìn vụ Thiên An Môn rồi Hồng Kông á, 5 ngày rời á, khống chế cả một cái khu phố giữa thành phố như thế để không cho người dân đi làm rồi này kia các thứ, cuối cùng được cái gì? Đó, có thằng nào vào không? Có lật được cộng sản không? Có làm gì được không? Thôi, khổ quá rồi.